Trong lúc đang ngồi tám chuyện trước thềm nhà, một người phụ nữ đã trở thành con mồi của nhóm cướp. Tình huống này được camera ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi và cùng cảnh giác. Thời điểm này, hai người phụ nữ đang ngồi buôn chuyện trước nhà. Một người phụ nữ đang nhặt rau quay lưng ra bên ngoài đường hẻm. Ngay sau đó, hai đối tượng chạy xe máy màu đỏ từ xa xuất hiện. Tên cầm tay cho xe chạy áp sát để người ngồi sau giơ tay giật dây chuyền trên cổ của người phụ nữ này, rồi tăng ga bỏ chạy. Quá hốt hoảng, nạn nhân chỉ kịp la lên, còn hai tên cướp thì biến mất trên đường, chỉ còn nghe tiếng rú ga.